Kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay mình sẽ hát thử một bài nhạc remix cho các tín đồ các bạn là trẻ muốn mang cái loa Aclot này đi du lịch đi chơi mà muốn tiếng mic hay nhất, không phụ thuộc vào bộ mic cũ của nó hay là nâng cấp dàn âm thanh lên. Thì bây giờ mình sẽ thử một bài nhạc remix cho các bạn xem chất lượng và hay đến đâu nhá. Allez, 6 7 1 2. Giờ sẽ thử bài băng số này, nhạc remix luôn. Ok. Lên nhạc. Anh em ơi, nghe bài này biết bài gì không ạ? 1 2 6 6 7 1 2. Biết rất là sáng. Mời anh em đến với tôi nha. Chưa qua nghe nhạc. Mời bạn nghe nhạc nhạc sáng con này. Video sau mình sẽ hát lại các bạn ạ. À, đấy, nếu các bạn thấy hay sự kết hợp giữa mixer này, mic không dây này và chiếc loa này thì cho mình tiến sĩ một like, một chia sẻ các bạn nhé. Xin chào.